Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu với tất cả anh em một combo karaoke. Đấy. Một bộ dàn karaoke cực kỳ giá cực kỳ rẻ anh em nhé. Rẻ nhưng mà phải nói là ra chất âm cực hay. Đấy. Rất rẻ. Đầu tiên là một con vang cơ, đấy, dòng vang cơ cao cấp. Đấy. Con này thì bên em đang giao bán với giá là 2 triệu 400 nghìn đồng. Đấy. Tất cả thiết bị bên em là đều bán lẻ hết anh em nhé. Thì là đi vào con vang này thì nó mặt trước của nó thì nhìn rất chi đẹp nhá. Đấy, tất cả đèn led rất chi đẹp. Đấy. Và chế độ chỉnh của nó anh em có thể chỉnh tay. Đấy, đây tất cả các đài tần anh em thể chỉnh pad chung check. Đấy. Vậy. Và chỉnh repeat, delay, reverb nhá. Đấy, tất cả chỉnh độc lập hết, anh em thể chỉnh tùy ý nhá, tùy tai anh em nghe nhá. Và đây là echo tổng. Đấy, echo tổng. Đấy. Echo tổng anh em có thể vặn. Thường thì em để 12 giờ nhé. Hướng 12 giờ là ok rồi. Đây là đường pass chung check của Music. Đấy. Pass chung check của Music nhá. Đấy, balancer cái này là cân loa anh em nhé. Đấy. Và đây là volume tổng của mic. Và đây là volume tổng của nhạc. Đây là trắng này, nó là AUX1, AUX2 nhé. Anh em ấn vào nó là AUX1 xin lỗi anh em, nó là AUX2 này. Khi bật Bluetooth anh em có thể ấn vào nhé. Đấy, kết nối với Bluetooth ấn vào thì nó sẽ ra được tín hiệu. Và khi nhả ra thì anh em sẽ dùng qua máy tính nhé. Đấy, máy tính, điện thoại, TV. Đấy, nó là AUX1. Đấy, rất đơn giản thế thôi. Và đây thì nó có cả cái exciter nhé. Exciter này nó là cái lưng tiếng anh em nhé. Đấy, và mute thì nó là nó effect mute này nó là revert anh em ạ. Đấy. Đấy, nó có cả chế độ revert ở đây. Ấn vào thì nó là chế độ revert nhá. Đấy, nhả ra thì nó hòa quyện cả echo, nó rất chi là hay. Đấy. Và dưới nó là một con PPE nhá, một dòng máy lưng tiếng. Đấy. Con này bên em bán rất chi là nhiều rồi. Đấy, 882i. Đấy. Con này thì giá là 1 triệu 6. Đấy, 1 triệu 6. Đấy. Đây thì nó có kênh một, kênh A và kênh B. Đấy. Mỗi kênh của nó thì nó có hai lúm chỉnh anh em nhé. Đây chỉnh bass và đây chỉnh check. Bên này cũng vậy. Đấy, chỉnh bass, chỉnh check, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn đây là đường in out, in. Đấy. In thì là anh em nhấn vào nhá thì nó sẽ ra đèn xanh. Đấy. Còn nó out, nhả ra thì nó sẽ ra đèn đèn đỏ, đèn vàng anh em nhé, đèn đỏ nhá. Đấy, đơn giản vậy thôi. Thiết bị là chỉ có 1 triệu 6 và giờ cuối cùng là một con đẩy anh em nhé. Đẩy này là đẩy của MUX, dòng đẩy LA450. Đấy. 450. Đấy, công suất của nó 500W trên kênh nhá. Một con đẩy này thì là anh em có thể chơi được một cặp bass 30 và thêm một cặp bass 25 nhá, thoải mái đánh căng cho các bác luôn. Đây là kết nối này là một bộ dàn karaoke phải nói là hoàn hảo rồi nhá. Đấy, nó chỉ còn thiếu mic không dây hay gì thôi, mic không dây thôi nhá. Thì là tất cả đấy, combo này với ba thiết bị này. Đấy, 3 thiết bị này như em nói là tổng cộng vào là 3 triệu. À xin lỗi anh em, là 7 triệu 700 nghìn đồng nhá. 7 triệu 700 nghìn đồng cho 3 thiết bị này nhá. Đấy. 7 triệu 700 nghìn đồng. Đấy, rất chi là rẻ. Và bây giờ em sẽ mở nhạc cho các bác nghe xem cái combo này. Chưa loa nhá, em chưa tính loa nhá. Đây em đang kết nối một đôi loa của Lux Acoustic TVK12. Cặp loa này nó 12.500.000 anh em nhá. 12.500.000 cặp loa này. Đấy. Còn về combo này, ba thiết bị này nó là 7.700.000 đồng nhá. Đấy. Đấy. Rất đơn giản đấy. Giá rất rẻ nhá, mà nghe hay. Đấy. Đẩy rất chìa đẹp. Con đẩy này phải nói là cực bền nhá. Đấy. Anh em mua hàng bên em thì phải nói là yên tâm đi. Giờ em sẽ cắm mic vào, em test thử cho các bác nghe xem là cái chất chất của một bộ dàn karaoke chỉ có 7 triệu. Hơn 7 triệu một chút nhá. Thank you.
em dùng mic dây nhé. Alo, 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 7 8 9. Rất hay nhá. Anh em có thể tùy chỉnh vào đây nhá, chỉnh repeat hoặc là delay thì vào đều được hết nhá. Đấy, anh em có thể khi anh em hát mà cảm thấy hay anh em có thể chỉnh vào đây nhá. Nhưng mà thường em để như thế này là cũng là tương đối rồi nhá. Khi anh em mua thì là em đã cài đặt sẵn rồi. Thì về các bác chỉ việc mở lên thôi, như thế này cũng là tương đối rồi nhá. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 6 7 8 9. 1 2 5 5 6 6 7 8 9. Đấy, combo này nó chỉ có rơi vào tầm 7.700.000 đồng. Đấy, rất rẻ cho một bộ dàn karaoke gia đình nhà mình. Đấy, anh em về chỉ cần thêm một đôi loa nữa là ok nhá. Tất cả hàng mới hết anh em nhé. Đấy, bạn được bảo hành 12 tháng. Đấy, anh em thấy video hay thì nhớ nhấn like. Đấy, và nhấn chuông đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của bên em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.